Chúng ta làm cái câu số 7 em nha. 7.1, câu này trích trong đề thi học sinh giỏi hóa lớp 9 của tỉnh Đồng Tháp 2023-2024. Đề cầu chúng ta là hoàn thành phương trình học sau đúng tỷ lệ mol của chất tham gia, tức là người ta cho đúng tỷ lệ mol rồi đấy. Bây giờ câu A. Để mà làm cái kiểu này thì thông thường thầy có một cách ghi đặc biệt để bạn làm nó khỏi sai. Đó là BACL2 thì em nên tách làm 2 để chúng ta gắn cho nó dễ. Rồi, thầy mời thử. Như vậy tỷ lệ mol này 1:1, như vậy sản phẩm mình ở đây là gì Khang ơi? Dạ, nó là NaCl, Ba4 và HCl. NaCl. BaS4 và HCl đúng không? Ok đúng rồi, NaCl. HCl và BaS4 tô trắng. Cái này dễ. Tiếp tục. Cái B. CO2 cộng CaOH 2 lần. Cái này dễ, em cho thầy biết sản phẩm luôn. Dạ, nó ra xe số 3 cộng hết luôn. Rồi, tô trắng cộng H2O. C. Cái C này sai chắc luôn nè. Cái C chúng ta làm giống như cái A đi cho nó khỏi sai. Đây là cái khi mình ghi bữa trước thầy có một câu như thế này rồi nè. Rồi sản phẩm là gì em? Bản chất đây là gì? Em nghĩ sản phẩm kia là CaSO3 cộng với cả NH2O3 cộng với cả H2O. Đúng rồi. Như vậy đây nó sẽ tạo thành NaHCO3. Nước. Và CaCO3 thế thôi, tô trắng. Bước 1 phút chủ quan em nha. D. Nghĩ mình nghĩ câu này dễ mà cuối cùng khi chúng ta làm ra nó sai tà lè hết. Thay đổi không kịp. Cái này lên giúp thay được không lên? Lên đâu? Dạ. BaCO3 KH ở quên lộn BaF4 KHCO3 CO3 cũng lúc. CO2 chứ. CO2 em lộn. Nghe dễ thôi. Như vậy cái này không sai là mừng rồi. Sai cái này thì không đỡ kịp đâu nhá. Rồi, cẩn thận một tí đi. À, câu này thì ta đánh giá là dễ. Thế thôi.